Xin chào tất cả các chị em. Trước khi mà Gấm đi vào clip này thì Gấm xin chúc mừng tất cả các chị em, những người mà đã sở hữu được cái sản phẩm thảo mộc quả cầu niệm của Nga này, 100% là thảo mộc của châu Âu. Thì tức là chúng ta đang sở hữu một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời cho chúng ta. Đó là gì ạ? Nó là cái thảo mộc, nó chăm sóc riêng biệt cho từng tế bào trong hệ sinh sản của chúng ta, để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, để chữa dứt điểm các bệnh phụ khoa, để trẻo hóa cô bé, để phụ nữ chúng ta có một tử cung sạch, có buồng trứng khỏe thì sức khỏe của người phụ nữ rất là tuyệt vời, cái sự nhuận sắc cũng như là tuổi thanh xuân được kéo dài các chị em nhé. Thế thì khi mà Gấm gửi cho các chị em một cái liệu trình ít nhất là 5 hộp quả cầu để chúng ta thải độc tử cung, thì mỗi một hộp sẽ được gói như này. Gấm không có bên ngoài, nhưng những một hộp là Gấm sẽ đựng như này. Bên trong là gì ạ? Là quả cầu nhé cả nhà nhé. Thứ hai nữa là cuốn tài liệu. Thì trong cuốn tài liệu này nó vô cùng là quan trọng, bởi vì nó có cái tờ 10 công dụng của sản phẩm. Chúng ta muốn biết 10 công dụng của sản phẩm này, chúng ta được trải qua nó, thì chúng ta cứ sử dụng ít nhất là 5 hộp. Cái điều quan trọng là chúng ta hãy đọc kỹ cuốn tài liệu này. Cuốn tài liệu này sẽ là người bạn đồng hành cho chúng ta từ viên đầu tiên đến viên cuối cùng, để chúng ta khỏi bệnh phụ khoa, để chúng ta trẻ hóa cô bé các chị em nhé. Thì trong đây là gì ạ? Sản phẩm sẽ nói là nguyên nhân gây nên bệnh phụ khoa của phụ nữ chúng ta về cái sinh lý và cái bệnh lý như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm này vì sao mà dùng để đặc bệnh và công bệnh cho người dùng. Khi mỗi một lần thải bẩn ra thì chúng ta cầm và chúng ta nhìn mảng bẩn của chúng ta để chúng ta biết là bệnh của chúng ta đang nặng hay nhẹ. Cũng như là trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm thì có những cái hiện tượng gì đó thì chúng ta biết đọc vào đây để chúng ta biết rằng là chúng ta đang bệnh gì. Có những chị em thì biết được là mình không biết xa tử cung hay không, nhưng mình đặt quả cầu này chúng ta thấy đau mỏi lưng thì chúng ta bị xa tử cung đấy các chị em nhé. Và sản phẩm nó sẽ xử lý cho các chị em, thì đấy là cái lý do mà Gấm bảo các chị em đọc để chúng ta biết được là cái sản phẩm đoán bệnh và đặt bệnh cho người dùng là như thế nào. Cái nữa là Gấm hay nói rằng cái sản phẩm này vì sao, như ngay đầu tiên Gấm giới thiệu là cái sản phẩm phòng ngừa được ung thư cổ tử cung, phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa, trẻ hóa cô bé và chữa dứt điểm các bệnh phụ khoa. Đó là gì ạ? Đó là trong đây người ta sẽ giải thích là cái thành phần sản phẩm như thế nào. Cái thứ hai là nguyên lý làm sao mà nó tiêu viêm thải độc. Cái thứ ba là cơ chế làm co. Thứ tư là cơ chế làm đẹp. Và thứ năm là làm chậm quá trình lão hóa của cô bé chúng ta. Các em nhé. Một cái điều đặc biệt vô cùng nữa là gì ạ? Sản phẩm này nó sẽ gì ạ? Dùng cho những đối tượng nào và không dùng cho những đối tượng nào. Trong quá trình tư vấn thì Gấm đã chia sẻ cho các chị em rồi, nhưng tuy nhiên chúng ta đọc ở trong cuốn tài liệu này để chúng ta hiểu hơn những đối tượng mà không được sử dụng sản phẩm. Đó là cái sự thiệt thòi các chị em nhé. Và điều đặc biệt nhất trong cuốn tài liệu này Gấm hay nói đó là gì ạ? Trong cuốn tài liệu này có 26 câu hỏi và câu trả lời trong quá trình chúng ta sử dụng. Gấm lấy ví dụ là trong quá trình tư vấn là Gấm đã tư vấn với các chị em rồi, nhưng tuy nhiên một số các chị em là chưa nhớ được hết những cái gì mà Gấm tư vấn, thì trong cuốn tài liệu này có 26 câu hỏi và câu trả lời. Chúng ta đang sử dụng sản phẩm là chúng ta thấy hiện tượng gì mà chúng ta không nhớ thì chúng ta dở ngay cuốn tài liệu này ra. À, như vậy là cái sản phẩm này đọc mà nó vì sao mà chúng ta thấy hiện tượng nóng rát này, vì sao chúng ta thấy hiện tượng ngứa sưng này, vì sao chúng ta thấy hiện tượng là đặt quả cầu mà chúng ta lại thấy ra máu này, như vậy là có lo lắng hay không hay nó tốt. Đó, rất là vi diệu các chị em nhé. Thì chúng ta đọc, chúng ta sẽ hiểu được sản phẩm, chúng ta biết được sản phẩm thì chúng ta lại càng trân quý sản phẩm hơn, và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta rất là may mắn để chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Vậy thì Gấm sẽ đi vào cách sử dụng sản phẩm này như sau các chị em nhé. Đầu tiên là chúng ta đọc cuốn tài liệu, và thứ hai là trong cái quả cầu này một hộp nó có 6 viên, thì đóng cái xung quanh là được gì ạ? Được dính bởi một cái băng dính là logo bằng tiếng Nga các chị em nhé. Và dưới đây là cái tem 100% là thảo mộc đó, với hơn 30 loại thảo mộc quý hiếm. Thì chúng ta cứ yên tâm sử dụng sản phẩm này, nó vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là gì ạ? Vô cùng là đáng yêu luôn. Thì thành phần chính là tạng hồng hoa, có tính chất là tiêu viêm và thải độc. Thì mỗi một hộp này nó có 6 viên, các chị em sẽ sử dụng được gì ạ? Các chị em sẽ sử dụng được từ tháng đến tháng rưỡi. Thì lát Gấm sẽ giải thích lý do tại sao mà từ 1 tháng đến tháng rưỡi mà không phải là cố định các chị em nhé. Một hộp có 6 viên và mỗi một viên được đóng trong túi như này. Vừa nãy là Gấm đã cắt ra rồi. Mỗi một viên đóng trong một túi và có ngày tháng năm sản xuất cũng như hạn sử dụng các chị em ạ. Thì đằng sau của nó là toàn tiếng Nga thôi. Những chị em nào biết tiếng Nga thì chúng ta sẽ dịch được. Đó. Và cái viên thảo mộc này vô cùng là quý, vô cùng là thơm. Chúng ta xé ra và chúng ta trước khi đặt là chúng ta hãy ngửi cái viên thảo mộc này để làm sao ạ?
Vì có nhiều chị em khi đặt cái quả cầu này ra lôi chúng ta mủ có mùi khắm ơi là khắm, mùi hôi ơi là hôi, thì chúng ta lại bảo không biết tại sao cái mùi đâu ra, mà bình thường các chị em lại không thấy mùi đó. Thì bởi vì nếu chúng ta đã ngửi được cái mùi đó bình thường thì nó tự đào thải ra thì chúng ta đã không bị bệnh rồi, đúng không ạ? Thì cái viên này khi đặt vào thì nó sẽ hút ra chúng ta bẩn, độc tố và dịch viêm hay trúng ổ viêm, thì mùi rất là kinh khủng luôn. Để chúng ta biết rằng là đấy là cái bẩn, cái độc tố trong hệ sinh sản chúng ta, chứ không phải là cái mùi của thảo mộc. Trước khi đặt, mùi nó thơm vô cùng luôn. Vậy thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Chúng ta sẽ cắt một viên ra, và cũng luôn khuyên các chị em, những chị em nào mới đặt thì hãy đặt buổi tối. Trước khi đặt chúng ta có thể là vợ chồng quan hệ nhẹ nhàng đi để chúng ta đặt. Và sau khi chúng ta đặt thì chúng ta gì ạ? Bẩn nó rơi ra thì chúng ta quan hệ bình thường, có nghĩa là một tuần vợ chồng chúng ta vẫn có thể gần gũi 2-3 lần được các chị em nhé. Thì đó là không phải kiêng quan hệ vợ chồng hoàn toàn trong quá trình chữa bệnh này như vậy. Các chị em hãy lấy một viên này ra và chúng ta đặt sâu ngập ngón tay trỏ vào ống âm đạo. Chúng ta lấy viên này ra không phải nhúng nước. Các chị em lưu ý là cắt ra, cắt cái bao bì của nó ra này, và các chị em đặt ngay cho gấm vào nhé, đặt ngay vào trong ống âm đạo, không phải ngâm, không phải xông. Đó, chúng ta cũng không phải lấy bẩn ra, bẩn nó sẽ tự rơi ra sau 3 đến 6 ngày. Đó, các chị em thấy vi diệu không ạ? Nếu như mà chúng ta thấy rơi ra nhanh, những chị em nào mà rơi ra nhanh thì những chị em thường là bệnh rất là nặng, thường là độc tố và bẩn dịch viêm bên trong rất là nhiều luôn. Đó, và khi rơi ra rồi chúng ta vợ chồng quan hệ lại bình thường và chúng ta sẽ đặt viên tiếp theo các chị em nhé. Đến khi có kinh thì chúng ta dừng lại, sạch kinh sau 3 ngày thì chúng ta lại tiếp tục dùng. Hoặc là có những chị em mà đặt được 1-2 hôm rồi thì kinh nguyệt gì ạ, nó có, nhưng mà cũng không sao. Khi mà chúng ta đến cái chu kỳ kinh nguyệt thì tử cung của chúng ta co bóp rất tốt, nó sẽ đẩy cái bã thảo mộc này ra cùng với bẩn ra ngay trong thời kỳ kinh nguyệt. Đó, cho nên chúng ta có kinh, đã đặt rồi mà chúng ta có kinh thì cũng không sao các chị em nhé, không phải lo lắng gì cả. Và cái điều nữa là trong quá trình sử dụng sản phẩm này, chúng ta kinh nguyệt của chúng ta có thể lên xuống bình thường, có thể là chậm, có thể là sớm hơn vài ngày hoặc đến một tuần, điều đó cũng hết sức là bình thường, bởi vì nó đang gì ạ, cân bằng nội tiết cho chúng ta. Đó, nó đang kích thích buồng trứng và nó sản sinh estrogen ta rất là tốt, cho nên là kinh nguyệt ra sớm hay ra muộn, điều đó cũng hết sức là bình thường các chị em nhé. Thế vậy thì một số lưu ý là chúng ta trong quá trình sử dụng sản phẩm này như sau. Thứ nhất là nó sẽ nóng, rát, ngứa, sưng, thậm chí là ra cả máu viêm, thì điều đó cũng hết sức là bình thường, bởi vì sản phẩm nó công bệnh và đặc bệnh cho người dùng, nó hút đúng cái chỗ ổ viêm của chúng ta, điều đó cũng rất là tốt. Thì những hiện tượng đó nó sẽ kết thúc khi các chị em tiếp tục đặt các viên tiếp theo các chị em nhé. Đó, cho nên là câu thần chú gấm hay nói là gì ạ, những hiện tượng khó chịu sẽ kết thúc khi chúng ta tiếp tục đặt các viên tiếp theo, bởi vì những khó chịu đó không phải là do sản phẩm đem lại chúng ta, mà do độc tố bẩn trong chúng ta nó quá nhiều, và cái viên này đang đánh những cái độc tố và bẩn đấy để nó gì ạ, nó lôi và nó hút ra bên ngoài và đi qua cửa âm đạo của chúng ta. Nó sẽ tập trung hơn 8.000 đầu dây thần kinh cảm giác ở cái âm đạo đó, thế cho nên là những cái bẩn đó nó gì ạ, nó khó chịu là điều đương nhiên nhá, chắc chắn nhé, cho nên cái yên tâm đó, sản phẩm tốt là sản phẩm phải công bệnh cho người dùng. Và cái lưu ý nữa là gì ạ, trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta sử dụng ít nhất là 5 hộp. Đó là một cái liệu trình tối thiểu để thải độc tử cung cho những chị em phụ nữ mà chúng ta gì ạ, đã sinh nở xong. Thì chúng ta muốn đi khám để chúng ta biết cái sự tiến triển của chúng ta như thế nào, thì chúng ta hãy ngừng ít nhất, ngừng đặt viên thảo mộc ít nhất là 30 ngày. Thì chúng ta mới đi khám. Bởi vì sao? Bởi vì cái viên bã thảo mộc đấy nó rơi ra thì cái tinh chất thảo mộc nó vẫn còn tác dụng trong hệ sinh sản của chúng ta đến gần 1 tháng luôn. Vậy thì nó sẽ lôi bẩn ra chúng ta, hoặc là gì ạ, chúng ta đi khám bác sĩ thấy là cháu ơi, statin âm đạo là bẩn thế, thì bác sĩ lại phán đoán nhầm và chị em đâm hoang mang. Thế cho lưu ý cho gấm là muốn đi khám để xem tiến triển của mình như thế nào thì hãy ngưng đặt ít nhất là 30 ngày các chị em mới đi khám nhé. Và khi bã thảo mộc rơi ra rồi, vợ chồng quan hệ thì nó cũng sẽ làm sạch cho chồng của mình, nó sẽ bớt cái mùi hôi đi và sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đó cũng là cái lý do mà tại sao có những người vợ chữa nấm, khỏi nấm bằng thảo mộc quả cầu điệu Nga mà không phải chữa cho chồng, là như vậy đấy các chị em ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và các chị em lưu ý này, sản phẩm có dấu hiệu khỏi bệnh rất là rõ ràng. Khi chúng ta còn bẩn, còn độc tố thì cái viên này nó sẽ lôi, viên thảo mộc này sẽ lôi chúng ta, vẫn còn mủ, vẫn còn bẩn, vẫn còn nhớt này nọ. Đó, còn khi có dấu hiệu khỏi bệnh sạch sẽ là bã thảo mộc nó không còn ra mảng trắng tinh và khô rong, lúc đó tinh chất của thảo mộc nó là dưỡng chất cho vùng kín của chúng ta rồi các chị em nhé. Cho nên sản phẩm có dấu hiệu khỏi bệnh rất rõ ràng, chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta đặt.
Và bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì nó sẽ gì ạ? Theo liệu trình của chúng ta, chứ không phải là ai cũng như ai. Có những người 5 hộp thì đã khỏi bệnh rồi, nhưng tuy nhiên có những người thì ạ, có những người thì phải 10 hộp hay là 15 hộp. Thì tất cả những cái bệnh của chúng ta nặng hay nhẹ thì nó gì ạ? Nhanh khỏi hay là gì ạ? Hay là lâu khỏi thì nó phụ thuộc vào bản thân chúng ta, phụ thuộc vào chế độ ăn uống, phụ thuộc vào chế độ tập luyện, rèn luyện sức khỏe chúng ta, và chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nó liên tục hay không. Trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm thì những cái gì chúng ta chưa hiểu thì chúng ta đặt cuốn tài liệu. Và bất cứ tình huống nào chúng ta không chưa hiểu, chúng ta có thể nhắn tin cho Gấm. Bởi vì trong quá trình tư vấn là Gấm đã chia sẻ các chuyện rất là kỹ. Tuy nhiên có những người thì sẽ không hiểu và chưa hiểu, đó, chưa tập trung, thì Gấm không chủ động nhắn tin cho các chị em. Bởi vì đôi khi các chị em còn bận, và Gấm chủ động nhắn tin cho các chị em, các chị em nghĩ rằng là Gấm đang mời chào sản phẩm, thì như vậy nó mất đi giá trị của cái sản phẩm rất là nhiều. Thì chúng ta muốn khỏi bệnh nhanh, chúng ta muốn có người đồng hành, thì chắc chắn là cái điều mà Gấm sẽ đồng hành cùng tất cả các chị em cho đến khi khỏi bệnh thì thôi, thì đó là cái điều cam kết của Gấm. Thì tuy nhiên các chị em hãy chủ động nhắn tin cho Gấm. Gấm nhận được tin nhắn của các chị em bất cứ nào là Gấm sẽ gì ạ? Gấm sẽ trả lời cho các chị em lúc đó, các chị em nhé. Chứ Gấm ít khi chủ động nhắn tin cho các chị em để tránh hiểu lầm, cũng như là ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của các chị em. Các chị em cứ nhắn tin cho Gấm lúc nào là Gấm sẽ trả lời cho các chị em lúc đấy, bất cứ cái thời gian nào. Tuy nhiên lúc đó là Gấm chưa nhận tin nhắn, hay Gấm bận, hay ngoài vùng phủ sóng này nó ABC, cái trường hợp đấy thì cũng có, thì Gấm chưa trả lời ngay được, nhưng Gấm sẽ trả lời ngay khi mà nhận được tin nhắn của các chị em nhé. Thế cho nên là hãy bám sát vào người tư vấn cho mình, hãy bám sát vào cái người mà người ta đã chữa khỏi bệnh cho rất là nhiều người rồi. Đó, cho nên chúng ta chỉ cần có niềm tin thôi, chúng ta chỉ cần là kiên trì sử dụng cái sản phẩm này thôi, thì thảo mộc quả cầu cũng điều Nga này sẽ là sản phẩm cuối cùng để kết thúc bệnh phụ khoa của chúng ta bao nhiêu lâu nay, sẽ là cái sản phẩm mà đưa chúng ta được cái tử cung sạch, buồng trứng khỏe, kéo dài tuổi thanh xuân. Các chị em nhé, những chị em nào chưa có niềm tin về cái sản phẩm, chứng tỏ các chị em chưa hiểu về sản phẩm. Đó, nếu như chưa hiểu về sản phẩm, chúng ta tiếp tục theo dõi đến khi nào chúng ta đã hiểu sản phẩm thì thôi, đã thấy đủ niềm tin để chúng ta sử dụng nó, để là một cái bảo bối để chăm sóc sức khỏe hệ sinh sản của chúng ta, vợ chồng hạnh phúc hơn, và đời sống của chúng ta gì ạ, được tự tin hơn rất là nhiều. Các chị em nhé, chúng ta hãy kiên trì đúng đủ đều với cái sản phẩm này, thực sự nó rất là tốt. Nếu như nó không tốt thì cũng không có năng lượng như này để cũng chia sẻ. Nếu sản phẩm nó không tốt thì không có những cái phản hồi vô cùng tuyệt vời trên trang cá nhân của Gấm, trên Zalo hoặc trên YouTube. Các chị em nhé, hãy thường xuyên theo dõi để chúng ta có kiến thức về phụ khoa, để chúng ta thấy rằng vô số những cái phản hồi khỏi bệnh, để chúng ta thấy gì động lực hơn, để chúng ta thấy rằng là trước đây chúng ta chữa bệnh phụ khoa chúng ta chưa khỏi, đó là chúng ta sai cách mà thôi. Chứ còn gặp thảo mộc quả cầu điệu Nga, chỉ cần chúng ta duy trì kiên trì, đặt đúng đủ đều đến khi có dấu hiệu khỏi bệnh thì thôi, thì lúc đấy chúng ta đi khám auto tất cả các thứ chúng ta tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Và có những chị em mà dùng quả cầu rồi bốn mấy tuổi rồi đi khám mà bác sĩ em kêu là như là gái mới lớn. Đó là một điều mà Gấm chân thành Gấm chia sẻ. Thì các chị em cứ hãy theo dõi thảo mộc quả cầu điệu Nga.